Hai ốc sên xin chào mọi người. Đây nào mọi người, mình nghe nói ốc sên mà để trên bò trên mặt như vậy mọi người. Mình cũng có xem mấy clip nước ngoài người ta để ốc sên bò như vậy mọi người. Bò như vậy là rất đẹp da luôn nha mọi người, người ta lấy cái nhớ như vậy là trực tiếp luôn. Ta để trên mặt đó cả nhà. Thì mình cũng đang nuôi cho sạch để mình làm cái công nghệ này nha mọi người. Mình phải nuôi cho sạch nha, mình nuôi rau sạch như vậy mọi người, ốc thì nó mới sạch được. Ở tội nghiệp đó hả? Nó đang bò mẹ đó, nó đang bò nhột nhột nhột. Nó bò nhột nhột nha cả nhà. Nó bò nhột nhột. Con nhà nó bò chắc thiệt chứ. Con nó bò chắc thiệt. Nó cắn không? Không. Ở nước ngoài người ta có bán như vậy, người ta để lên mặt thôi cho nó bò trên mặt vậy đó mọi người. Nó ăn hết những cái tế bào chết của mình và nó nhả ra những cái chất nhầy đó. Chất nhầy nhầy đó thì rất là đẹp da luôn nha. Con ở dưới đang ăn rau nè. Nó đang ăn rau. Nghiệp má má. Anh chứ con này đang làm gì đây? Nó đang giả phối đó mọi người. Nhổ hết trơn. Nó đang giả phối nè. Nó cái mắt nó bị gì nó. Anh đang giả phối cho con này mọi người. Coi. Không. Coi. Nâu yên mọi người xích ra cho mày quay thấy đường cho cô chú coi. Để cho con được không? Cho các bạn có bỏ tới tay mình luôn bò ghê chưa? Mẹ ơi mẹ cho con được không?